Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay tôi đang đứng ở đây là ở bãi biển Lộc An quý vị nhé, thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bãi biển rất là đẹp, vẫn còn hoang sơ. Đây, chỗ này người ta hay đi đánh lưới về và người ta để đây này, đấy, tập kết ở đây. Chỗ phía đằng kia này chỗ trại nuôi giống gây giống thủy hải sản của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Đây, đằng trước mặt này quý vị. Đó. Giống thủy hải sản. Cái con đường là Mai Kiên nó sẽ nằm thẳng đây đúng không anh nhỉ? Đây, đường ven biển Mai Kiên sẽ nằm thẳng đây luôn. Ven biển đây thì quá tuyệt vời luôn. Đây, mọi người đang này đang đi thả diều ở đây này. Thì giới thiệu quý vị ở gần đây nhé. Gần đây tôi có 11 hecta. 11 hecta đất cặp theo cái bờ biển này. Chỗ cái đoạn cây cao cao như này nè. Đó. Đã có quy hoạch 1/500 rồi, tức là thành một tổ hợp du lịch. Có chung cư, có các thứ luôn, tất cả nhà hàng, khách sạn vân vân, khu vui chơi giải trí. Đây đang chào bán là 550 tỷ cho 11 hecta. Cái này mua bán là phải có chứng minh tài chính quý vị nhé. Hôm nay đi cùng anh chủ đất luôn. Cái khu này là biển rất là đẹp, rất là hoang sơ. Đấy thì tôi muốn làm một cái video ngắn để giới thiệu về cái con đường ven biển này và cái lô đất này, lô đất đây, đường ven biển. Rồi, xin chào quý vị nhé, hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Đấy, diều sáo. Như là có điện tử à, thiết bị điện tử à? Có mà. Pin à? Cái này là anh gắn cái gì đây anh? Đèn á. À, đèn, đèn. Đèn nó phát sáng ở đâu? Ấy? À, tối là nó có đèn đó. Điều khiển à? Hay là kệ từ dưới à, cho bay lên? À, cảm biến buổi gió. Cảm biến ban ngày nó tắt. À, cảm biến ban ngày nó tắt. Cảm biến ánh sáng thôi. Tối thì nó sáng lên. Đây. Cái gì cơ? Ai vừa không bay được. Đây đấy, giờ đúng rồi. Giờ sáu. Giờ giờ. Cái này là 2, 4, 6, 8, 9 cái. 9 cái sáo luôn. Mà sáo sáo này quấn tỉ mỉ nhờ. Quấn dây. Đây mọi người đang chơi diều. Rồi, chào quý vị nhé.